Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Brazil và đội tuyển Guinea. Đó là trận đấu giao hữu quốc tế của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra ở trận đấu này thì Brazil sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Guinea với mức kèo là 2,75. Mức kèo phải tăng 3 trái và tăng nữa là 3,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,75, 4 trái và 4,25. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ thì các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn có thể là xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá nha. Thì trong quá khứ Brazil và Guinea cũng chưa có lần nào gặp nhau cho nên cũng không có thông số đối đầu của hai đội để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của Brazil thì Brazil thắng 2, hòa 1 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của Guinea thì Guinea thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn Brazil chấp 2,75 hoặc là 3 trái nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp trận đấu này nó cũng quá là cao, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sau đội hình mà so với Guinea, nếu như mà Brazil trận đấu này mà không tung ra đội hình mạnh nhất để đá với Guinea thì thực lực hiện tại của Brazil vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Guinea rất là nhiều rồi. Thứ hai thì xét về phong độ hiện tại thì Brazil vẫn đang có phong độ tốt hơn Guinea nữa. Với lại trận đấu này thi đấu trên một sân trung lập cho nên là Brazil họ cũng không có gì phải gọi là ngán ngại cả. Ở lượt trận giao hữu đầu tiên ở tháng 6 này mà gặp một đối thủ cũng không quá mạnh là Guinea và đang có phong độ không tốt nữa, đặc biệt là hàng thủ của Guinea chơi cũng rất là tệ thời gian đây, thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Brazil có được chiến thắng. Với cái mức kèo thế này cộng với đẳng cấp vượt trội hơn nhiều thì mình nghĩ là cũng không làm khó được Brazil đâu. Trên trận đấu này và nào tôi tưởng mình ưu tiên chọn Brazil chấp 3 trái hoặc là các bạn hay là lựa kèo chấp 2,75 thôi nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,75 và 4 trái thì cũng đã lâu lắm rồi chúng ta cũng không thấy Brazil thắng đậm. Với lại trận đấu này Brazil họ tập trung được những cầu thủ chất lượng cho đội hình thì cũng không loại trừ khả năng là trận đấu này Brazil họ sẽ thắng đậm được Guinea. Thì đoán trận đấu này sẽ là 4-0, 5-0 hoặc là 5-1 như vậy cho Brazil. Và đầu tư tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài trận đấu này. Trận đấu này các bạn thể là xem đá tầm 5 phút gì đi. Nếu như mà chưa bàn thắng thì các bạn canh tài nó hạ dưới 4, 3,75 thì các bạn vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 1,25 và tài xỉu là 1,75. Thì với mọi thứ đều đang tốt hơn, đẳng cấp thì vượt trội hơn nhiều thì mình nghĩ là hiệp 1 Brazil họ sẽ có 2 hoặc 3 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn của Brazil chấp nha và đá tài 1,75. Tính vào trận đấu chốt kèo là chọn Brazil và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Thì cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có kiến khác comment bên dưới nha. Chúc anh em may mắn.